Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được một chiếc Kia Sedona. Đây là phiên bản máy xăng sản xuất năm 2019, màu trắng biệt tỉnh mọi người nhé. Chiếc này của em chạy được 39.000 km zin ạ. Cái này thì bình thường nếu như mọi người mà mua Sedona ở cái phiên bản này thì rất là nhiều xe chạy dịch vụ, đặc biệt là những công ty doanh nghiệp chạy dịch vụ đường dài á, ví dụ chạy các tỉnh với Hà Nội hoặc là Hà Nội đi với các tỉnh thì rất là hay mua Sedona này để chạy dịch vụ. Tuy nhiên là chiếc xe này thì không chạy dịch vụ mọi người nhé, bởi vì đây là phiên bản máy xăng, mà nếu như kinh doanh dịch vụ thì rất ít người chạy máy xăng. Đa số đến 99% là những chiếc Sedona máy xăng này đều là mua cho gia đình sử dụng thôi. Đó, chiếc này cũng vậy, chạy được có 39.000 km. Một trong số những cái lựa chọn mà tốt nhất ở trong cái phân khúc này, trong cái lượng tiền như thế này, thì đây là chiếc xe mà hoàn hảo nhất nếu như gia đình nào mà đã có xe rồi, hoặc là thích một chiếc xe rộng rãi, hay đi du lịch, hoặc là đưa đón con đi học. Rồi rất là nhiều những cái tính năng công nghệ ở trên chiếc xe này, nó rất là rộng rãi và thoải mái. Cái mục đích chính của chiếc xe này đó chính là cái việc di chuyển ngồi trên xe được thoải mái, rộng rãi và vô cùng là thoải mái, đặc biệt là trên những chuyến xe đường dài. Phiên bản máy xăng mọi người nhá, máy dầu thì khá là nhiều, máy xăng này còn hiếm và ít hơn. Đó. Máy dầu thì sắp tới em sẽ về một con máy dầu nữa, nên là nếu như anh chị nào mà định tìm máy dầu thì cũng có thể liên hệ với em. Tuy nhiên là em chỉ mới đặt cọc thôi, chưa lấy được xe. Sắp tới sẽ về mọi người nhá. Đây là phiên bản máy xăng. Bản này là bản full option cao cấp nhất rồi mọi người nhé, không còn phiên bản máy xăng nào cao cấp hơn ạ. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái không gian vô cùng là rộng rãi, nếu như chúng ta muốn hạ cái ghế này xuống. Đó. Thì chúng ta sẽ để được cái không gian chứa đồ ở đây rất là thoải mái. Nó hạ xuống, đặc biệt là những khách hàng nào mà chơi gốp cũng đi chiếc này rất là nhiều, bởi vì nó rất là rộng, để đồ gốp thoải mái. Khoảng tầm 5-7 bộ gốp để đằng sau này, vô tư luôn. Đó. Thêm một điều nữa đây, đó chính là chiếc này mới chạy có 39.000 km thôi, rất là mới. Và tất nhiên nếu như mua xe thì em sẽ bao test chất lượng cho mọi người. Mọi người có thể mang xe ở hãng hay là bất kỳ gara đại lý nào trên toàn quốc để chúng ta có thể kiểm tra về chất lượng của xe. Với cái không gian rộng rãi như thế này thì khách hàng ngồi bên trong vô cùng là thoải mái. Ở đây thì chúng ta còn có thêm cả cửa sổ trời ở phía sau để tạo không gian thoải mái và rộng rãi hơn. Đó. Rất là rộng. Cái phần tablo chính này thì được bài trí một cách hài hòa, nhẹ nhàng. Và gần như là nếu như mua chiếc này thì đa số là chủ sẽ ngồi hai hàng ghế phía sau này. Nó rất là rộng và thoải mái. Chúng ta cũng có thể bấm nút ở đây là cửa sẽ tự động chạy vào. Đây, như chiếc này ạ. Đó. Thêm nữa thì ở trên gần với là ghế của lái xe sẽ có tính năng để mở ghế cho hai cánh cửa phía sau, mọi người chỉ việc lên xuống thôi. Rất là nhàn, gần như là vị trí của chủ tịch ấy. Chiếc này nếu như để đi ở phố, cá nhân em mà nhận định nhá, nếu như đi ở phố, đi ở Hà Nội á, đi ở phố thì nó cũng hơi lồng cổng, hơi chật một chút. Tuy nhiên là nếu có lái xe thì sẽ rất là thích, bởi vì cái người ngồi bên trong sẽ được thoải mái. Cái việc lái sẽ vất vả hơn một chút thì dành cho người lái rồi, nếu như có lái xe thì rất là thích. Và hai nữa, ở cái thời điểm này hiện tại thì giá của chiếc xe này đã giảm đi rất là nhiều rồi, tiết kiệm được rất rất nhiều so với trước đây. Hoặc là nếu như định mua một chiếc Sorento thì có lẽ Sedona này là một sự lựa chọn hoàn hảo hơn cho những khách hàng nào mà có lái xe rồi. Đó. Sơn zin còn nhiều và đẹp. Ở trên phiên bản năm 2019 thì sẽ được trang bị bộ đèn gầm bi LED, full LED như thế này mới nhé. Còn nếu như ở 2018 thì nó vẫn là đèn gầm bi xenon đó. Ngoài ra nữa thì trên chiếc xe này của em còn được trang bị thêm màn hình Android TV, có tích hợp camera 360 độ đó. Những cái đồ chơi được lắp thêm, cảm biến áp suất lốp.
Và lốp thì 4 quả lốp Michelin mọi người nhá. Đó, rất là đẹp và rộng rãi. Chiếc xe này rất là hợp lý cho gia đình sử dụng nếu như có lái xe. Đó. Cũng phải nói rõ như vậy với mọi người. Hoặc nếu như các bác mà tự lái xe cho dòng này thì mọi người nên nên có một chiếc xe khác rồi. Hoặc nữa là nhà mình phải rộng rãi và hay đi chơi nhiều. Hoặc là đưa đón con đi học, những cái này thì rất là tiện. Đấy, ví dụ trời mưa như thế này nhá, các bác lái xe này đến nơi mình chỉ cần bấm nút ở đây, em sẽ bấm thử cho mọi người nhá, test cửa bên phải nhá. Bấm nút một cái là cửa sẽ tự động mở ra. Đó, hành khách sẽ có thể xuống hoặc là trẻ em khi đưa đón con đi học đúng không? Lên xe cái là mình có thể bấm một nút cái là cửa nó tự động, các em không cần phải động đến cánh cửa nữa. Đó. Nó sẽ thông báo hết. Ở đây là 39.000 km mọi người nhá, có cảm biến áp suất lốp được tích hợp vào trong xe luôn. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có phiếu nhắc bảo dưỡng định kỳ tiếp theo. Đây là biển số của xe 15A46898 và số km tiếp theo là bảo dưỡng ở 45.000 km thì hiện tại đang là 39.000 đến 45.000, chúng ta sẽ bảo dưỡng tiếp theo mọi người nhé. Và đây là có loại dầu đã được thay thế. Đấy. Rất là rõ ràng và chủ xe họ rất là cẩn thận. Những chiếc xe này thì đa số chủ xe rất là chăm xe và yêu xe. Đó. Chúng ta sẽ có cảnh báo điểm mù ở chân gương, bản full sẽ có mọi người nhé. Và màn hình Android thông minh mới nhất thời điểm hiện tại bây giờ. Gần như là không có dòng nào mới hơn nữa đâu. Đây thì có camera thiết bị giám sát hành trình cả trước và sau. Đó. Tất cả những phím tinh chỉnh ở đây cũng dễ dàng quan sát và nhận biết thôi. Đơn giản và dễ hiểu. Chúng ta có thể bật điều hòa ở phía trước sau tùy theo ích, tùy theo ý thích. Và tất nhiên không thể thiếu với những chiếc xe Hàn đó chính là hệ thống sấy ghế. Nóng cho mùa đông này rất là tiện. Đó. Và đây là sấy vô lăng. Auto hold chế độ phanh tay điện tử. Còn đây là chìa khóa cũng dễ dàng giống như chúng ta có thể nhận biết này. Mở cửa bên trái, mở cửa bên phải và mở cốp. Đó, rất là tiện, tiện lợi hơn rất là nhiều. Em sẽ cho mọi người xem luôn hệ thống camera 360 độ mọi người nhá. Rất là tiện của chiếc xe này. Đó, tiện hơn rất là nhiều. Hệ thống camera 360 ạ. Đó, và có cảm biến trước sau nó sẽ thông báo hết cho chúng ta. Rất là tiện mọi người nhá. Hệ thống cam 360 này. Đó, cam 360 ở đây. Rất là tiện. Và đặc biệt hơn là ở cái không gian hẹp. Ví dụ như thế này nhá mọi người nhá. Không gian hẹp như thế này thì chúng ta có thể bấm cái cửa chạy ngang và chúng ta lên xuống rất là tiện. Tiện lợi hơn rất là nhiều. Đó. Rồi. Em xin ngắn gọn mọi người một chút để cho mọi người có thể nắm được thông tin nhá. Đây là chiếc Kia Sedona phiên bản máy xăng cao cấp nhất. Bản full mọi người nhá. Màu trắng biển số tỉnh. Xe chạy được 39.000 km zin, một chủ từ đầu. Rất là giữ gìn và mới. Xe thì rất là đẹp. Đó. Hoàn toàn là rộng rãi và thoải mái cho tất cả các hành khách ở phía sau. Cũng như là không gian xe thì chủ xe rất là giữ và sạch. Xe rất là đẹp. Chất lượng từ những cái chi tiết nhỏ nhất đều được giữ gìn. Hiện tại thì bên em đang bán chiếc Sedona này với giá là 925 triệu mới nhá. 925 triệu cho một chiếc Kia Sedona sản xuất năm 2019. Phiên bản máy xăng, bản full cao cấp. Đó. Hỗ trợ mọi người trả góp 70% cho dòng xe này. Với cái giá 920 triệu thì mọi người sẽ tiết kiệm được đâu đó khoảng 5-700 triệu so với giá xe mới rồi. Nên là anh chị hoàn toàn có thể nghiên cứu và xứng đáng để mọi người có thể cân não, suy nghĩ, lựa chọn chiếc xe này. Em là Song Thảo, chuyên mua bán ô tô tại Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em. Nếu như anh chị thấy thích hoặc là muốn xem hình ảnh thực tế của chiếc xe này thì có thể inbox cho em qua Zalo hoặc là Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo, hoặc inbox trực tiếp cho em cho dễ ạ. Bên em thì có dịch vụ thu mua lại xe, đổi các lại xe. Ngoài ra nữa thì còn rất là nhiều dòng xe khác để cho mọi người có thể lựa chọn. Các anh chị nếu như muốn đổi xe thì bên em sẽ nhận thu mua và đổi các lại ạ. Hoặc là sau này anh chị đi chán thì bên em vẫn nhận mua lại xe cho mọi người nhé. Đó, hoặc là anh chị nào muốn bán xe thì bên em vẫn nhận mua lại. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Mọi người đừng quên là ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để xem được nhiều video của bên em hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.